Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Kitoan Tarot Channel. Hôm nay Kit có một cái trải bài mang tên là Ai sẽ tới với bạn trong 3 tháng tới. Thì đây là một cái chủ đề mà Kit đã làm rồi, nhưng mà Kit nghĩ là một cái chủ đề thường xuyên á. Vì cứ mỗi 3 tháng thỉnh thoảng là chúng ta nên có những cái chủ đề này để xem thử rằng dự đoán thử là sắp tới trong cái cuộc sống của mình sẽ có những cái nhân vật quan trọng nào, hoặc là sẽ có những cái nhân vật mà gọi là hay vậy, kiểu như đem lại những cái bài học nào, hoặc là những cái tương tác mới nào sẽ giúp cho đời sống của tụi mình nó cởi mở và nó vui vẻ hơn mọi người ha. Và ok, như thông lệ thì Kit sẽ cho mọi người chọn 3 tụ bài. Hôm nay Kit sẽ không cho mọi người chọn theo lá bài đâu, vì hôm nay Kit sẽ vẽ lên đó mọi người. Và Kit sẽ cho mọi người chọn theo cái hình vẽ của Kit vẽ tay nha. Kit vẽ tay đó. Thì chính những cái hình ảnh vẽ tay này là Kit sẽ truyền những cái năng lượng và tâm huyết. Vì chủ đề hôm nay là ai sẽ tới với bạn trong 3 tháng tới, cho nên là Kit nghĩ rằng là hình ảnh con mắt nó thể hiện cho một con người, một khía cạnh tâm hồn, một khía cạnh tâm giao nào đó, thì nó sẽ rất là phù hợp với trải bài hôm nay. Thì bây giờ là Kit sẽ cho mọi người vào chủ đề luôn, cho mọi người chọn một trong 3 hình ảnh này nha. Thì bây giờ là Kit show cho mọi người thấy nha mọi người ha. Thì đây, đây là con mắt ở tụ thứ nhất, con mắt ở tụ thứ hai và con mắt ở tụ thứ ba. Nói chung sẽ có 3 cách chọn tụ bài. Cách thứ nhất là mọi người thích con mắt nào thì mọi người chọn con mắt đó hết. Cách thứ hai, mọi người có thể gọi là có một cái con số trong đầu 1, 2 hoặc là 3. Nếu mà có cái con số nào nó thôi thúc các bạn mà các bạn không có chọn được cái hình vẽ nào mà các bạn thích hết vì Kit vẽ xấu quá, thì mọi người có thể lựa chọn theo con số ha, 1, 2 hoặc là 3. Nhưng mà cách cuối cùng thì Kit nghĩ đây là cái cách hiệu quả nhất, và Kit đã thử rất là nhiều với những cái trải bài rồi. Thì mỗi lần á, mà ban đầu Kit sẽ nhìn cái hình, ví dụ Kit sẽ thu hút một cái hình nào đó nhất đi, rồi Kit sẽ không có nhắm mắt lại, Kit chọn luôn thích cái hình đó. Thì nhiều khi chọn cái trải bài xong nghe thông điệp nó bị, nó không có giống lắm. Nhưng mà Kit chọn theo cái cách mà gọi là Kit nhắm mắt lại, Kit suy nghĩ, Kit truyền năng lượng, nghĩ về cái đời sống của mình, và sau đó đọc câu hỏi lẩm nhẩm trong đầu là ai sẽ tới với mình trong 3 tháng tới. Và sau đó mọi người cứ từ từ mở mắt ra. Và khi mở mắt ra mọi người thấy có hình ảnh nào thu hút mọi người nhất, thì Kit tin rằng ở cái tụ đó nó có thông điệp dành cho bạn. Hình ảnh cũng khá quan trọng, nhưng mà cái sự thu hút bởi một cái con mắt nào đó ở trong cái trải bài này nó lại càng quan trọng hơn. Vì có thể là sẽ có những cái thông điệp nào đó muốn gửi tới các bạn từ vũ trụ ha. Thì ok, sau khi mọi người chọn tụ bài xong thì Kit sẽ cho mọi người bắt đầu vào luôn. À, nếu mọi người có yêu thích kênh YouTube của Kit á, mọi người có thể gọi là donate cho Kit mọi người ha. Qua kênh Momo nè, hoặc link Momo, hoặc là tài khoản ngân hàng gì đó. Thì Kit rất là cảm ơn mọi người. Và cái trải bài này là timeless nha mọi người, tức là không có quan trọng mốc thời gian. Thì nếu như là mọi người có vô tình lướt trúng cái video này, hoặc là video này tìm tới bạn, thì đây là cái chủ đề này nó sẽ tính bất cứ lúc nào mọi người ha, ngay khi cái thời điểm mà các bạn xem cái trải bài là được rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới với tụ thứ nhất nha mọi người. Chào mọi người ở tụ thứ nhất. Đây là cái con mắt mà hình ảnh các bạn đã chọn với cái chủ đề là ai sẽ tới với bạn trong 3 tháng tới, và bạn sẽ gặp gỡ những cái tương tác nào. Thì đây, con mắt đầu tiên mà các bạn đã lựa chọn. Và bây giờ Kit sẽ cùng với mọi người cùng vào trải bài cho tụ thứ nhất với câu hỏi hôm nay đặt ra là ai sẽ tới với bạn trong 3 tháng tới ha mọi người ha. Ok, bây giờ là Kit sẽ cùng vào trải bài nhé. Ok, đầu tiên là Kit sẽ sử dụng Tarot. Kit sẽ sử dụng Tarot chứ. Và hôm nay là nó sẽ có một điều khác biệt hơn, là Kit sẽ check cái năng lượng của mọi người ngay lúc này. Check nha mọi người, tức là check là như thế nào nhỉ? Tức là Kit sẽ xem thử cái năng lượng của bạn hiện tại nó đang như thế nào rồi. Ok, để Kit bật nhạc xíu nha mọi người. Kit sẽ xem thử là hiện tại năng lượng của các bạn ở tụ thứ nhất đang như thế nào. Và sau đó, hôm nay là Kit sẽ trả bài nó sẽ khác hơn, là Kit sẽ đi vào phần đầu tiên là xem thử năng lượng chung của các bạn ở tụ thứ ở tụ thứ nhất. Và sau đó Kit sẽ
Và phần thứ hai là Kit sẽ xem thử rằng là với cái năng lượng này bạn sẽ manifest được ai tới với bạn. Và sau đó là Kit sẽ xem thử cái người mà tới với bạn là người như thế nào mọi người ha. Như vậy là nó sẽ rõ ràng hơn. Rồi ok. Kit sẽ bắt đầu check năng lượng, kiểm tra nguồn năng lượng của các bạn ở tụ thứ nhất. Hiện tại các bạn khi mà xem cái trải bài này, bạn đang có nguồn năng lượng chung như thế nào? Ok, Kit xem nhé. Xin tập trung vào các bạn ở tụ thứ nhất, các nguồn năng lượng của các bạn hiện tại đang như thế nào? Three of Pentacles. Ba xu nhé mọi người. Six of Wands và Two of Wands. Khi thấy cái năng lượng của các bạn ở tụ thứ nhất hiện tại, khi thấy rất nhiều lửa và có ba xu, đất và lửa là hai cái nguyên tố sẽ chi phối bạn nhiều nhất trong giai đoạn này. Và chúng ta có lá ba xu ở đây, năng lượng đất, tức là bạn đang rất là sẵn sàng cho công việc. Bạn là một người mà gọi là có một cái tinh thần làm việc nhóm rất là tốt mọi người ha. Thì Kit nghĩ rằng là cái trải bài này đang khơi gợi một chút xíu về cái tiềm năng trong công việc của các bạn ở tụ thứ nhất. Khi thấy rằng là các bạn sẵn sàng làm việc nhóm, các bạn sẵn sàng social, các bạn sẵn sàng hoạt động hết công suất với hội nhóm, với mọi người xung quanh. Cái năng lượng Six of Wands 6 gậy ở đây cho Kit thấy là bạn sẵn sàng tái khởi động lại. Có thể là một vài, có thể là những bạn ở tụ thứ nhất là cái năm vừa, cái giai đoạn trước, cái giai đoạn vừa rồi, các bạn mất định hướng hoặc là mất phương hướng, hoặc là các bạn gọi là kiểu như là có một chút xíu lạc lối ở trong những cái định hướng của mình, hoặc là trong công việc, trong cái ngọn lửa của mình, trong đời sống, tổng quan đời sống và năng lượng nha mọi người. Cái năng lượng của bạn sẽ hơi lạc lối chút xíu. Thì cái giai đoạn hiện tại bạn đang nghe trải bài, bạn đang lấy dần lại được cái năng lượng, cái ngọn lửa đâm, cái ngọn lửa nhiệt huyết của mình rồi. Vì ở đây khi thấy có lá hai gậy nữa, các bạn đang đi rất là đúng hướng. Vũ trụ đang nói rằng là bạn đang đi đúng hướng. Lá ba xô cũng cho Kit cảm giác rằng là những cái đội bảo hộ tâm linh của các bạn cũng đang làm việc với các bạn rất là nhiều. Họ support bạn, cho nên là bạn cứ để ý đi. Có những cái dấu hiệu mà gọi là từ các con số thiên thần, hoặc cũng như là support từ các thiên thần, từ vũ trụ nha mọi người. Cho nên mọi người hiện tại năng lượng của mọi người đang lấy lại rất là nhiệt huyết. Nhưng mà các bạn có hai khía cạnh, đó chính là đất và lửa. Và nói chung là hai khía cạnh này rất là tốt trong, nói chung là trong hệ thống bài Tarot thì chúng ta sẽ có bốn nguyên tố là đất, khí, lửa và nước. Thì lửa và đất bạn đang nắm ưu thế năng lượng rất là tốt. Chỉ có hai missing, hai cái phần còn thiếu ở đây, đó là khí và nước. Thì thiếu ở đây tức là một người, nói chung là một cái nguồn năng lượng sẽ cân bằng nhất khi chúng ta có đầy đủ bốn yếu tố là đất, khí, lửa và nước. Hiện tại là bạn đang có lá đất và lá ba xu là rất là tốt rồi, sẵn sàng giao tiếp, sẵn sàng hoạt động với mọi người xung quanh, nói chung tinh thần hợp tác rất là nhiều. Cái thứ hai là có làm lại từ đầu, bạn định hướng lại, có định hướng và đang đi rất là đúng hướng với cái định hướng, cái ngọn lửa của mình. Bạn chỉ còn missing, thiếu khí. Khí ở đây cho Kit cái cảm giác là khí sẽ cho các bạn gọi là về về đầu óc á, về sự thư giãn, về sự tĩnh tâm, tức là các bạn cần nên có thêm một chút xíu relax cho mình, những cái thời gian riêng, những thời gian rỗi rãi, cũng như là cho cái đầu óc mình thư giãn thoải mái. Và thiếu khía cạnh nước ở đây tức là trực giác, cho nên các bạn nếu có thời gian các bạn có thể gọi là uống nhiều nước giúp Kit nha, là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là mọi người có thể gọi là đi du lịch biển, nước. Và điều thứ ba là nước là mang về vấn đề nội tâm, về cảm xúc, về đời sống tình cảm. Nếu mà các bạn ở trong cái tụ thứ nhất này mà đang thiếu, và cũng như là có một chút xíu nào đó về cái đời sống tình cảm nó vẫn chưa có được gọi là sự lãng mạn thơ mộng, thì Kit nghĩ rằng cái trải bài, cái nguồn năng lượng này đang hướng và có lời khuyên cho mọi người rằng là hãy tự tin và lạc quan trong đời sống tình cảm mọi người ha. Và Kit xem tiếp, có cái Kit xem thử các angels cho bạn có lời khuyên về cái nguồn năng lượng của các bạn trong giai đoạn này nó như thế nào ha mọi người ha. Manifest. Bạn đang manifest được những cái thành công của mình. Bạn đang dần mở ra được những cái cơ hội mới, định hướng mới, con đường mới. Nếu các bạn có đang muốn phát triển về cái dự án của mình thì Kit thấy cái năng lượng này rất là tốt. Bạn nên làm, bạn nên thực hiện điều đó vì bạn đang đi đúng hướng. On the right path. Các angel, các thiên thần và vũ trụ dẫn lối bạn trong giai đoạn này rất là tốt luôn đó. Cho nên bạn hãy cứ tự tin vào bản thân mình nha. Work your magic mọi người nhé. Work your magic.
một cái lá mà gọi là, nói chung là cái thấy là cái giai đoạn hiện tại bạn đang rất là xông xáo cho mọi dự án, nhưng mà cái năng lượng lửa và đất nó nhiều, cho nên là cái thấy là bạn cái định hướng cái năng lượng hiện tại nó nghiêng hẳn về công việc nhiều hơn so với đời sống tình cảm và relax, cho nên là nhớ bổ sung giúp ký nước và cũng như là thư giãn với đầu óc nha mọi người. Ok, và bây giờ là cái năng lượng của mọi người là ký đã check xong rồi đó, và bây giờ ký sẽ xem thử rằng là thời gian sắp tới là sẽ có ai tới với bạn không. Ký sẽ tiếp tục xem với bộ tarot nha mọi người, ai sẽ tới với bạn trong 3 tháng tới. Nói chung cái chủ đề này sẽ là cái chủ đề dài kỳ của chuyên về trang về cái kênh của Kit, cho nên mọi người cứ vào để một khoảng thời gian sau mấy tháng gì đó mọi người có thể quay lại với cái chủ đề mà ai sẽ tới với bạn á, mình check năng lượng và xem thử bạn sẽ tương tác với ai ha. Bây giờ là Kit sẽ xem thử rằng là liệu có ai tới với bạn trong 3 tháng tới hay không ha. Sing of Summer, sáu ly mọi người. Cái thấy là có nha, hình như là bạn cũ đó mọi người ơi. Tương tác cũ nha. The Chariot nè. Gặp lại bạn cũ mọi người ơi. Lâu năm rồi không gặp nè. Có một cái bài của Suboi là Hey, bao nhiêu lâu chưa gặp đó. Ace of Winter. Wow, khi thấy cái cơ hội của các bạn là ở đây nó mở ra ba khía cạnh. Bạn sẽ gặp, thứ nhất là bạn sẽ gặp là bạn cũ, và thứ hai là có thể là bạn sẽ hợp tác với một người nào đó, hoặc là với cái partner của bạn, hoặc là một với một ai đó để có một cái định hướng công việc nào đó rất là mới mẻ. Trong 3 tháng tới, khi thấy là bạn sẽ gặp lại người quen, người cũ, lâu rồi chưa gặp, và sẽ có một cái cơ hội gặp gỡ về hợp tác về một cái lĩnh vực nào đó. Cái thấy ở đây có một 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 kiếm nữa, một kiếm là một về cái idea, về một cái điều mới sáng tỏ. Đó là về khía cạnh, về khía cạnh đời sống chung, nhưng mà có một chút xíu về khía cạnh tình cảm. Cái thấy là mọi người nếu mà vừa qua mọi người mà gọi là có những cái thắc mắc về chuyện tình cảm mà mọi người không có hiểu á, kiểu như chưa có tìm hiểu được nguyên nhân câu trả lời, thì cái thấy sắp tới là các bạn sẽ tương tác lại với cái đối tượng mà kiểu như là mình đã bỏ qua trước đó, thì là họ sẽ có câu trả lời cho bạn ha. Thì cái thấy là trong giai đoạn sắp tới thì bạn có tương tác, gặp gỡ, đặc biệt là bạn cũ, người cũ, những người lâu quá chưa gặp rồi. Còn nếu mà các bạn đang nghe trải bài này mà suy nghĩ rằng lâu quá rồi mình chưa có gặp hội chị em bạn gì, hay là hỏi anh em thân thiết tình đồng hữu mà lâu vì quá bận rộn trong công việc, thì bạn hãy dành thời gian spend time với họ nha. Nhưng mà còn lại có lá chariot, cái thấy là bạn sẽ cộng tác, bạn sẽ hợp tác với một ai đó trong 3 tháng tới, người quen thôi, cũng có năng lượng của người 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 mới, nhưng mà Kit không nghĩ là người mới đâu. Kit thấy là những bạn ở đây là sẽ tương tác với những người mà bạn nó quen thuộc nhiều hơn ha. Ok, Kit sẽ xem tiếp. Vậy rất là nhiều cái bạn ai sẽ tới với bạn trong 3 tháng tới, thì cái thấy rằng là cái những cái bạn ở tủ thứ nhất này, cái năng lượng về công việc, về đời sống tinh thần, về bạn bè nhiều hơn là so với vấn đề tình yêu tình cảm. Nhưng mà Kit cũng muốn xem thử vào cái khía cạnh tình cảm đi, liệu rằng là có cái người nào mà tương tác cho các bạn không trong câu chuyện tình cảm từ đây sắp tới hay không ha. Công việc thì Kit thấy rất là ổn, bạn sẽ hợp tác cộng tác, nhưng mà bạn lâu quá chưa gặp bạn bè thân thiết đó, thì nên gặp nha. Chemistry, trời, tất nhiên là có tương tác tình cảm rồi, nhưng mà nó không phải là tình cảm nhiều. Một cái lá rớt ra, chờ chút xíu, cái lá này nó rớt ra một cách mạnh mẽ, nó chemistry với mọi người, tức là về cái tương chất xúc tác á. Wow, thôi thì đúng là những cái bạn ở tủ thứ nhất á, nếu mà các bạn còn độc thân á, thì cái thấy là bạn gọi là không có đặt nặng cái vấn đề tình cảm trong 3 tháng tới, vì bạn đang rất là bận rộn việc rồi. Nhưng mà về cái khía cạnh mà xác thịt, có da có thịt, tất nhiên là cái thấy là bạn đang đang có tương tác, cái cảm nhận là bạn đang có tương tác và sẽ tương tác nếu mà ai độc thân đó nha, hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà cái thấy là cái năng lượng đã tương tác rồi, còn nếu mà chưa thì sẽ gặp một cái mối tương tác. Nhưng mà cái tương tác này cái thấy rằng là nó
not deception. Someone is wearing the face self mask in this relationship. Có thể là một vài bạn đang ở trong một cái mối quan hệ, nói chung là one night stand or a friend with benefit nhiều hơn so với việc là các bạn đặt nặng câu chuyện tình cảm trong giai đoạn tới. Thì ai tới với bạn thì cứ thấy là có tương tác tới với bạn về chuyện tình cảm, nhưng mà nó không phải là về tình yêu, nó sẽ nghiêng về khía cạnh gọi là xác thịt, bánh bao nhân thịt nhiều hơn. Tức là không có cái thấy là sống tình cảm của các bạn sẽ không có cởi mở lắm trong 3 tháng tới, và cái người mà bạn sẽ tương tác, bạn sẽ gặp nó cũng kiểu như là cũng không có cởi mở về cái đời sống cá nhân lắm. Nhưng mà hai bạn tới với nhau vì có những cái mục đích nào đó về yeah, thì ok thôi, bạn cũng thích như vậy và họ cũng thích như vậy thì cứ thấy yeah, good, ổn. Thì cứ cho nhau cơ hội đi ha. Ok. Thì nhưng mà nếu mà thiệt luôn á, các bạn ở tuổi thứ nhất đang rất là nhiệt huyết luôn, cho nên là cái đời sống tình cảm của các bạn cho vào cái rổ giỏ hàng, mà chưa kịp chốt đơn mọi người, mới bỏ vô giỏ hàng thôi chứ không có bấm ship. Yeah, nó giống như vậy đó. Nhưng mà về cái năng lượng mà xác thịt, các bạn sẽ rất là hào hứng, cho nên kiếm thế cũng ok. Coi thử cái tương tác sắp liệu ngoài cái việc đó thì nó còn cái gì nhiều hơn. À, khi có một cái lá rớt ra travel mọi người ơi. Mọi người sẽ đi du lịch trong 3 tháng tới, các bạn sẽ gặp gỡ những cái tương tác này đấy. Good. Ok nha. Có thể là các bạn sẽ có những cái chuyến đi trong 3 tháng tới, và chính những cái chuyến đi này các bạn sẽ gặp gỡ những cái nhân vật mà các bạn thấy wow. Bởi cái thấy năng lượng one night stand nó bị nhiều. Các bạn sẽ đi đứng di chuyển trong 3 tháng tới, có thể là một chuyến đi ngắn ngày, hoặc là một cái chuyến đi du lịch, hoặc là một chuyến đi công tác nào đó, một cái phương trời nào đó, mọi người cứ thấy rất là đáng mong đợi nha. Grow. Cứ thấy các bạn đang phát triển rất là tốt về cái năng lượng của mình. Các bạn đang cân bằng lại được cái năng lượng của cuộc sống, cho nên các bạn biết đúng cái định hướng của mình đi về đâu. Nhưng mà Kit nghĩ rằng là các bạn sẽ gặp được một cái tương tác nào đó thông qua những cái chuyến đi. Mặc dù những cái tương tác này nó có hơi gọi là không có nghiêng về cái đời sống tình cảm, mà nó nghiêng về đời sống bánh bao thịt, mà cứ thấy cũng là đáng để trải nghiệm. Thì Kit xem thử cái người mà các bạn sẽ gặp á, và tương tác về cái vấn đề đó đó, thì cái người ấy như thế nào mọi người ha. Tại vì hồi nãy Kit có nói là Kit sẽ chia làm 3 phần á, thì Kit sẽ xem theo đúng cái 3 phần của cái chủ đề hôm nay. Người mà các bạn sẽ gặp là như thế nào? Ace of Pentacles liên quan về công việc nha mọi người. Mới mẻ. Và Spirit of Pentacles. King of Pentacles. Wary of Sword. Mọi người ơi, nói thẳng luôn nha, cái vấn đề về cái tương tác xác thịt đó thôi mọi người không đứng nên để tâm nhiều quá. Nhưng mà ở đây á, mọi người sẽ gặp một cái người mà gọi là có, nếu mà các bạn đang làm ăn, hoặc là các Kit nghĩ rằng là nếu mà các bạn đang làm dưới trướng, kiểu như là trong cái công việc của bạn có sếp, người sếp của bạn hay là như thế nào đó, thì chính cái người này sẽ đầu tư cho bạn về khía cạnh công việc nhiều, giúp bạn phát triển cái định hướng của bạn luôn. Có người đầu tư nha mọi người. Cái người bạn gặp là cái người mà gọi là đúng là có địa vị, thì họ có cái chỗ đứng, mà chỗ đứng trong cái thế giới của họ luôn á mọi người ha. Người cái thấy bởi cái cảm nhận là các bạn sẽ có một cái dự án nào đó, và các bạn không những gặp một người nữa mà là hai người nữa. Năng lượng của một người trẻ và năng lượng của một người lớn tuổi hơn. Cái người lớn tuổi hơn thì sẽ khai thác cái khía cạnh gọi là tập trung cho công việc của bạn, gọi là có đầu tư về điều gì đó cho công việc hoặc là đời sống của bạn ha. Ngoài ra cái người trẻ thì Kít thấy á, là các bạn sẽ tương tác về mặt tình cảm nhiều hơn. Về mặt, như hồi nãy Kít nói về cái mặt soi thịt á, người này năng lượng cung khí nhiều. Thì nói chung là khí mà cái gì cũng nhanh nhẹn hết trơn á, thì nếu các bạn có muốn tương tác thì cái thấy là mở ra những cái tương tác này đều rất là ổn luôn, có một xu, nên các bạn cứ trải nghiệm thôi. Cái thấy cái năng lượng trong 3 tháng tới là các bạn sẽ là cái năng lượng mà gọi là trải nghiệm nhiều hơn, và cái cuộc gặp thì những cái người này cái tính cách của họ cũng khá thoải mái nữa mọi người. Ok, cứ xem tiếp.
Nhưng mà quan trọng để ý nha, hai khía cạnh. Cái người mà các bạn gặp trong cái đời sống công việc dự định cá nhân á, họ sẽ là người đầu tư lớn tuổi hơn bạn, còn cái người mà trẻ hơn á, cái người mà này kia á, này nọ kia đồ nè, là cái người sẽ liên quan đến cái vấn đề mà gọi là chemistry, tương tác tình cảm về cái cạnh xoay thịt nha mọi người. Các bạn nên rất là healing nha. Các bạn là một người mà cứ thấy rằng là các bạn đang dừng healing được cái đời sống của mình hiện tại. Vì các bạn cứ nghĩ là cái cảm nhận rằng là những cái giai đoạn trước đó các bạn đã trải qua những cái điều nào đó khiến cho các bạn rơi vào những cái mặt tối và bạn nghĩ rằng là bạn khó vượt qua, nhưng bây giờ là bạn đã vượt qua được rồi và bạn sẵn sàng trải nghiệm với những cái trải nghiệm mới nữa. Cho nên là cái người mà tới với các bạn trong 3 tháng tới, họ cũng có cái năng lượng mà rất là thoải mái nha. Tức là những cái tương tác này bạn gặp đó đúng gọi là một cái duyên để giúp cho các bạn thoải mái, cởi mở hơn trong cái đời sống hiện tại mà các bạn đang cảm thấy gọi là chưa có thời gian nhiều cho bản thân á, thì những cái tương tác này sẽ giúp cho các bạn cởi mở hơn nhiều. Yeah, rất là truyền cảm hứng luôn. Những cái tương tác mà các bạn gặp á, những cái người này á, là đem lại cho bạn rất là nhiều lửa, nhiều cái động lực trong cuộc sống nữa. Yeah, nói chung các bạn ở tụ thứ nhất, khi mà các bạn không đặt nặng về vấn đề tình cảm thì khi thấy các bạn thành công hơn nhiều, các bạn cảm thấy yêu thương bản thân, các bạn cảm thấy được chữa lành và các bạn lại gặp được nhiều tương tác thú vị hơn. Thì có hai cái tương tác mà Kit có nói á, là một người thiên về hướng lớn tuổi hơn, thiên về hướng công việc, phát huy gọi là phát triển sự nghiệp, giúp đầu tư cho bạn. Còn một người thì sẽ người trẻ hơn thì sẽ thiên về cái hướng mà soi thịt hơn. Nhưng mà cái thấy những cái tương tác này, mặc dù không cái tương tác tình cảm với cái người trẻ hơn á, không bạn không quá đặt nặng, nhưng mà nó cũng đem lại cho bạn một cái đời sống tinh thần phong phú, giúp cho các bạn cân bằng được về cái tổng hòa đời sống chung của các bạn. Như Kiết có nói là các bạn là những cái người mà thiếu hai cái khía cạnh năng lượng là khí và nước trong giai đoạn này, thì cái người mà cứ khung khí này cũng đem lại cho bạn một chút xíu nước ấy. Mọi người nghĩ ổ khí là phải đem cho khí chứ. Vâng, người này là khí, nhưng mà chính cái về cái việc mà sexual life này nè, về cái chemistry á, về cái sự mà tương tác hóa học á, thì họ giúp cho bạn cảm thấy là yêu đời hơn, cảm thấy là cuộc sống, đời sống tình cảm mình nó nhiều màu nhiệm hơn và nước nôi lên cờn. Hôm nay Kit dùng từ nó hơi khó hiểu cho nên mọi người thông cảm, nhưng mà Kit hy vọng là mọi người có những cái phút giây trải nghiệm, gọi là phút giây mà gọi là như thế nào ta, thư giãn ha, cho cái trải bài này. Thì cứ thấy là mọi người cứ giữ vững cái tinh, cái lửa của mình và cứ tập trung vào sự nghiệp của mình đi, thì sau 3 tháng này thì mọi người có thể tới với kênh của Kiếp để mình có thể là xem thêm về những cái giai đoạn tiếp theo ha. Ok, cảm ơn mọi người ở tụ thứ nhất. Nếu mọi người có yêu thích cái trải bài này thì mọi người có thể gọi là donate cho Kiếp qua kênh Momo và cũng như là link tài khoản ngân hàng gì đó, và hy vọng sẽ cùng đồng hành với mọi người vào những cái video mới hơn nha. Thank you mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn đã chọn con mắt ở tụ thứ hai, và hôm nay với các câu hỏi rằng là bạn sẽ tới với bạn trong 3 tháng tới, bạn sẽ gặp ai, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với cái chủ đề này. Và mọi người ở tụ thứ hai ơi, chúng ta bắt đầu cùng vào trả bài nhé. Và hôm nay là Kiss sẽ chia ra như thế này nè, chia ra ba thông điệp, gọi là ba thông điệp nhỉ. Cái chủ nói chung là mọi người thông cảm cho Kiss là hơi vấp váp chút xíu, tụ thứ hai ha. Chờ Kiss đổi nhạc luôn, cái nhạc này làm Kiss sao lãng dữ quá. Yeah, ok mọi người, tức là bây giờ là đầu tiên á, là Kiss sẽ cái phần đầu tiên chia làm 3 phần chứ, đúng rồi. Phần đầu tiên đó là Kiss sẽ kiểm tra bạn nha, kiểm tra những cái bạn ở tụ thứ hai, cái năng lượng của các bạn hiện tại đang như thế nào, cái xem năng lượng cho các bạn trước, và với cái nguồn năng lượng đó thì bạn sẽ manifest được ai tới với bạn trong cái đời sống của các bạn. Yeah, tụ thứ hai là bạn sẽ phần thứ hai là bạn sẽ manifest được ai ha, và phần thứ ba là sẽ là phần nói về cái người mà bạn sẽ gặp.
và những cái dữ liệu nào đó. Nói chung là sẽ tùy vào cái hướng trải bài xem có những cái dữ liệu nào mà vũ trụ muốn nhắn gửi tới các bạn hay không. Ok, bây giờ là Kiss sẽ sử dụng Tarot trước để check cái năng lượng tổng quan của các bạn ở tuổi thứ hai hiện tại đang như thế nào nha. Các bạn tuổi thứ hai, năng lượng tổng quan của các bạn hiện tại đang như thế nào? Cái lá là Page of Swords. Cái lá là Eight of Swords. Rất là suy nghĩ nhiều mọi người. Rất là tâm trạng nhé. Kiss có lá Warrior Pentacle. Kiss chỉ có cảm nhận thế này cho các bạn ở tuổi thứ hai. Cái năng lượng của các bạn hiện tại là cái năng lượng mà kiếm rất là nhiều. Kiss thấy rằng ở đây á, nếu mà ở các bạn ở tuổi thứ nhất là cái năng lượng đất và lửa rất là nhiều. Những cái bạn đã vừa hồi phục sau cái giai đoạn chinh chiến, thì các bạn ở tuổi thứ hai khi thấy rằng là cái giai đoạn hiện tại, các bạn suy nghĩ có những cái dòng suy nghĩ nhiều, năng lượng khí và đất ở đây khi thấy hai cái khía cạnh mà các bạn đang thiếu, đó chính là lửa và nước. Nói chung một cái đời sống cân bằng, một cái năng lượng cân bằng, chúng ta sẽ bao gồm cả bốn yếu tố đó là đất, nước, khí và lửa. Thì khi đã check và khi đã thấy các bạn đang thiếu cả nước và cả lửa nữa, hai nguyên tố mà nói về một là trực giác và cái thứ hai là sự nhiệt huyết. Khi thấy cái sự nhiệt huyết của các bạn hiện tại đang rất là, các bạn đang xem xét nhiều thứ lắm. Tuổi thứ hai, cái năng lượng ở các bạn hiện tại là cái năng lượng mà gọi là bị rất là nhập nhằng nha mọi người, rất là chập chờn. Các bạn là những người rất là kiên trì, nhưng mà cái thấy cái giai đoạn này bạn đang níu kéo cái năng lượng của các bạn nhiều quá, và chính là cái dòng suy nghĩ nó làm cho các bạn gọi là chưa có thoát ra được những cái stress. Khi thấy cái tụ thứ hai này nó cũng có một cái phía nó nghiêng về phía đời sống tình cảm nhiều hơn. Đó là lý do tại sao bạn thiếu cả lửa và cả nước. Các bạn suy nghĩ đắn đo rất là nhiều về những cái điều nào đó mà Kiết cũng không biết nữa. Mỗi người mỗi hoàn cảnh ha. Nhưng mà Kiết thấy là nếu mà ai đó mà đang dò xét quá nhiều, cũng như các bạn cảm thấy rằng là không thoải mái với những cái dòng suy nghĩ đó, thì khi thấy các bạn hãy nên ở đây có một cái lá là Warrior of Pentacles. Các bạn nên tập trung hơn vào công việc, tập trung hơn cho công việc, hoặc là tập trung hơn cho những cái dự án của các bạn, đời sống của các bạn ha. Cái xem thử rằng là cái Ascendant Master có điều nhắn gửi nào không về cái năng lượng của các bạn hiện tại tụ thứ hai. Cái năng lượng của các bạn đang rất là thu hút về khía cạnh vật chất mọi người ở tuổi thứ hai nhé. Cho nên là Kit nghĩ rằng là về cái vật chất, về cái tiền bạc, về cái sự nghiệp của các bạn, đó là lý do tại sao các bạn vẫn đang rất là tập trung cho công việc. Chính nhờ công việc, nhờ cái tiền bạc, về nhờ cái những cái sự dồi dào của vật chất, nó giúp đỡ cho các bạn rất là nhiều. Các bạn quên đi được những cái điều khó khăn trong chuyện tình cảm.
Đó là lý do tại sao cái thấy cái năng lượng của bạn hiện tại là bạn đang rất là tốt về cái cảnh đất bạn đang những cái bạn mà đang có cái thấy các bạn ở tuổi thứ hai đang để dành tiền hoặc là đang có một cái ấp ủ những cái điều nào đó các bạn muốn thực hiện nha, thì hiện tại vẫn là giai đoạn ấp ủ về cái năng lượng tiền bạc đất sự ổn định, cái thấy rất là tốt. Còn về khía cạnh tình cảm, cái thấy rất là thiếu cái thấy thiếu luôn á, tại vì các bạn suy nghĩ nhiều lắm, các bạn bị đánh giá quá, cho nên để xem thử rằng là các Indigo Angel nói gì về cái năng lượng của các bạn hiện tại ha. Nếu mà các bạn đang nghe ở cái tụ thứ hai này, sắp tới sinh nhật của các bạn thì Kiss xin chúc mừng sinh nhật các bạn, Happy Birthday nha. Và vũ trụ cũng như muốn nhắn gửi các bạn hãy tự thưởng cho bản thân mình một món quà nào đó ha mọi người. You're safe. Một lá bài mang tên là You are safe. Bạn an toàn mà. Cái thế này, các bạn đang có những cái suy nghĩ hơi bị over quá. Các bạn ở tuổi thứ hai, đặc biệt đời sống tình cảm, các bạn đang bị over và nghiêm trọng hóa cái đời sống tình cảm của các bạn, cho nên đó lý do tại sao các bạn không thể thoát được những cái suy nghĩ của chính mình. An toàn mà, tại vì cái thế những cái bạn tuổi thứ hai, những bạn rất là suy xét đánh giá, các bạn quan sát và tìm hiểu nhiều thứ, nhưng mà chính những cái việc mà bạn quá thông minh, bạn quá suy xét, bạn quá gọi là tiểu tiết như vậy thì bạn sẽ cứ mắc kẹt mãi trong cái dòng suy nghĩ của mình thì cái thấy là các Indigo Angel nó you are safe, tức là các câu chuyện tình cảm của các bạn đã có hướng một cái sự an toàn, có một cái điều nào đó đáng để cho bạn trải nghiệm, nhưng mà bạn đang ngần ngại để trải nghiệm nó, hoặc là các bạn không muốn đi đưa nó đi quá xa, hoặc các bạn đang muốn chấm dứt một điều nào đó. Thì trải bài đang nói hãy cứ để flow of prosperity, tức là flow là dòng chảy, hãy có thể thuận theo tự nhiên, vì chính cái việc mà thuận theo cái dòng chảy của vũ trụ, thuận theo cái tự nhiên và các bạn sẽ thả trôi được những cái dòng suy nghĩ các bạn đã mắc kẹt, và các bạn sẽ an toàn trở lại với cái con thuyền mà mình đang đi. Vì khi thấy vẫn có một cái lá là Pentacles, kỵ sĩ, xu, vì bạn vẫn đang rất là đảm bảo về tài chính, cho nên bạn cứ yên tâm. Nếu các bạn đang lo lắng thì các bạn cứ yên tâm, tài chính vẫn rất ổn. Và nếu các bạn đang tới sinh nhật, hoặc là các bạn ví dụ hoặc là không có sinh nhật gì hết, thì cái thấy trải bài đang nói các bạn là hãy tự thưởng cho bản thân mình một món quà vật chất nào đó để giúp cho tinh thần của các bạn lạc quan hơn. Ok, thì bây giờ là cái xem thử là liệu vậy, nếu như vậy thì sẽ có ai tới với cái trong 3 tháng tới á, có ai tới với các bạn hay không? Có một cái vài dữ kiện Kit cảm nhận rằng là một vài bạn ở trong tuổi thứ hai đang trong một trong những cái mối quan hệ mập mờ nữa, thì chính cái việc mập mờ này Kit thấy rằng là đó lý do tại sao bạn suy xét nhiều quá, nhưng mà cũng trả bài cũng đang nói cứ thuận theo tự nhiên, bạn rất an toàn trong đời sống tình cảm, mà Kit thấy là cứ cứ trôi thôi mọi người, vũ thu trôi mọi người ha chị trôi. Ca tới với bạn, chúng ta có lá năm kiếm. Năng lượng suy nghĩ kiếm của các bạn rất là nhiều. Ôi, là có lá bảy kiếm nữa. Kiếm nói kiếm khí rất là nhiều, khí cái trải bài này toàn khí không mọi người ơi, mọi người đang rất là mất cân bằng nha các bạn ở tụ thứ hai ơi, mất cân bằng lắm luôn á. Trời ơi, có lá 6 kiếm nữa, các bạn hãy đi đâu đó tưởng tượng. Như Kit nói hồi nãy, các bạn nên có một cái phần thưởng nào đó, thì Kit thấy các bạn nên đi đâu đó đi thư giãn thoải mái, hoặc là các bạn đi xa không. Trong cái lúc trong 3 tháng tới sẽ có những một vài thời điểm mà các bạn gọi là suy xét đánh giá, tại vì cái thế ở đây có một cái lá là năm kiếm và một cái lá bảy kiếm. Trong 3 tháng tới thì có ai tới với bạn không? Hình như người này không có ở đây nha mọi người. Sẽ có người tới với bạn nhưng mà người ở xa, người nước ngoài, hoặc là người, nếu mà các bạn người Việt Nam thì có thể là người Việt học tập ở nước ngoài, hoặc là nhưng mà ra cái năng lượng về người nước ngoài nhiều, tại vì có lá 6 kiếm. Tới đó có đó. Tới và cái thời điểm mà cái thấy rõ cái thời điểm luôn á mọi người. Cái thời điểm mà các mọi người mà gọi là
đi đi lùi về đời sống nội tâm. Nhẽ ra cái năng lượng của cái bản tụ thứ hai nên để cho những cái dòng chảy tự nhiên, để nước, để cho nước chữa lành các bạn. Và cái thấy các bạn lại gọi là các bạn sẽ off mạng xã hội trong giai đoạn tới. Kỳ với Kiếp nghĩ là các bạn sẽ không có online nhiều đâu, các bạn sẽ ở ẩn đấy. Các bạn sẽ ở ẩn trong vòng từ đây đến 3 tháng tới về mạng xã hội. Vì các bạn bị đấu tranh nội tâm nhiều quá, nhưng mà sẽ có người, sẽ có bạn sẽ gặp được một cái tương tác từ phương xa mọi người nhé. Cho nên là Kiếp thấy tương tác từ phương xa này á, sẽ tới với các bạn rất là bất ngờ trong cái lúc mà các bạn gọi là tắt mạng xã hội á. Và khi các bạn vừa mở lại mạng xã hội một cái là bạn gặp được, có thể là thông qua mạng xã hội các bạn gặp được, nhưng mà cũng có thể là thông qua việc các bạn đi đâu đó các bạn sẽ gặp được cái tương tác này ở phương xa. Có thể là một vài bạn trong 3 tháng tới sẽ có một cái chuyến đi bất ngờ, chuyến đi xa, đi du lịch xa ở đâu đó, mặc dù là sẽ có chuyến đi xa bất ngờ. Thì các bạn trong cái chuyến đi này Kit nghĩ rằng là các bạn sẽ gặp được một cái tương tác rất là mới mẻ. Các bạn ở tụ thứ nhất thì là thiên về cái đời sống cá nhân, về cái gọi là công việc, sự nghiệp nhiều. Nhưng mà các bạn thứ hai ở đây, cái thấy sự nghiệp công việc các bạn đang rất là trôi chảy. Cái mà các bạn đang thiếu đó chính là đời sống tình cảm và cái lửa cho bản thân. Vì cái thấy cái năng lượng cung khí của các bạn ở đây rất là nhiều. Những bạn gọi là song tử là thiên bình nè, cung song tử thiên bình bảo bình. Chứ thấy thiếu năng lượng khí nhiều nha, rất là thiếu nước. Nếu mà các bạn là những cái bạn ở cung các cung khác, cung đất, cung lửa hoặc là cung nước nữa, thì cái trải bài thứ hai này đang khuyên các bạn rằng là hãy lấy lại lửa và cũng như là thiên về đời sống tâm linh tinh thần nhiều hơn, hãy để cho nước chữa lành các bạn nha. Kiếp sẽ xem thử rằng là Angel Raphael đang nói gì. Improving health, recovery. Chứ thấy về cái việc suy nghĩ nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người đó, mọi người ơi. Chứ thấy có thể là các bạn ở tụ thứ hai trong 3 tháng tới bạn sẽ gặp ai? Các bạn sẽ gặp các chuyên viên tư vấn sức khỏe đó. Tụ thứ hai này mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá, nó ảnh hưởng tới các bạn về đầu óc đó. Mọi người sẽ gặp chuyên viên tư vấn sức khỏe, chuyên viên tư vấn tâm lý, hoặc là nếu mà các bạn có muốn gọi là lấy lại vóc dáng, lấy lại cơ thể, mọi người có thể gặp PT, hoặc là có thể bạn sẽ gặp một cái người nào đó gọi là giúp cho các bạn gọi là vận động để lấy lại vóc dáng, để có đời sống tinh thần các bạn được ổn áp hơn mọi người. Improving health. Các bạn đừng để suy nghĩ ảnh hưởng stress, nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của bạn nha. Mọi người tụ thứ hai. Như khi thấy là sắp tới prosperity, nếu mà các bạn vượt qua được cái chặng đường mà để cho một cái lá retreat nữa mọi người, retreat lại cho Kit thấy rằng là các bạn hãy nên đi đâu đó càng sớm càng tốt. Các bạn ở tụ thứ hai ơi, đừng có bó hẹp trong cái suy nghĩ hoặc là ở trong cái khu vực của mình nữa, hãy đứng đứng dậy đi, nhích cái mông lên và tìm một nơi nào đó các bạn đi liền để được. Năm nay là cái năm các bạn sẽ đi đứng di chuyển, cho nên các bạn hãy thoải mái và bước đi đi. Cái thấy là đang nói các bạn đã mắc kẹt trong suy nghĩ của mình nhiều quá, hãy thuận theo tự nhiên. Kiss sẽ xem thử bộ Roman Angels, tại vì Kiss thấy các bạn ở tụ thứ hai á, nãy giờ cứ loay hoay về cái mặt năng lượng, về cái việc nào đó cái thấy các bạn sẽ gặp đó, nhưng mà các bạn ngay lúc này phải giải được cái suy nghĩ đang mắc kẹt của các bạn đi. Các bạn tụ thứ hai ơi, đừng để cho nó chi phối các bạn nhiều quá. Đang dần mất đi cái trực giác, những cái vốn có của mình đó. À, các bạn đang dừng healing rất là nhiều. Trải bài Roman Angel đang nói là tha thứ đấy mọi người. Các bạn đang healing, các bạn mà đang có cảm giác mà đang có một cái sự nào đó suy xét đó, các bạn hãy bỏ qua và tha thứ cho chính bản thân mình, cũng như tha thứ cho những cái tương tác và cũng điều nào đó, để các bạn sẽ có gặp được những cái năng lượng tươi mới tới.
Chứ mà các bạn đang ở trong một cái tình huống như vậy là rất là khó có ai có thể gọi tiếp cận tới mấy bạn đó mọi người. Cái lá của Archangel đang Gabriel đã nói là your action base result in income abundance, tức là cái hành động của các bạn hiện tại nó sẽ tác động tới cái tương lai, nó là một hệ quả đó mọi người. Cho nên cái thấy đây là các bạn hãy giật vực dậy được cái nguồn năng lượng của mình. Kết muốn cho lời khuyên cho các bạn ở tụ thứ hai này, năng lượng của bạn hiện tại nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của các bạn rất là nhiều, cho nên các bạn hãy gắng vực dậy nha mọi người ở tụ thứ hai ơi. Cái cảm thấy là rất là kết nối với các bạn ở tụ thứ hai, cho nên là Kiết sẽ xem lời khuyên trước khi mình tới với cái việc là bạn sẽ gặp ai và cái người đó như thế nào nha. Kiết muốn chữa lành thật là sâu cho các bạn ở tụ thứ hai này. Lời khuyên King of có gặp đó mọi người, King of Pentacles. Các bạn nói chung là yên tâm về cái vấn đề tài chính, các bạn sẽ rất là giàu trong 3 tháng tới. Dư giả tài chính lắm, cho nên là mọi người cứ bình tĩnh và hãy tự thưởng cho bản thân mình. Tự thưởng cho bản thân mình. Cũng lại là có hai cái tám kiếm mọi người ơi. Lời khuyên ở đây mà có tám kiếm, tức là các bạn, các mọi người thấy không, con chim này đang ở trong, con chim này có thể bước ra khỏi lồng nhưng mà con chim không chịu bay. Bạn ơi bay đi, đi đâu đó đi, thưởng cho bản thân mình đi, đừng có chần chừ nữa, quyết định đi mọi người. Làm một điều nào đó đi, chủ động lên, nhiều lửa lên, nhiệt huyết lên. Cứ xem thử là các Ascend Master đang muốn nhắn gửi điều gì nha. Work your magic. Nên lấy lại lửa, nên lấy lại được cái trực giác của các bạn thông qua thiền định, thông qua con số thiên thần, cũng như là thông qua về cái việc mà bạn như thế nào ta? Work your magic. Cứ thấy là bạn có những cái khả năng tự chữa lành nữa, mà các bạn gọi là giai đoạn này vì suy nghĩ về những cái điều mà ảnh hưởng suy nghĩ rất là nhiều, nó làm cho các bạn bị cản trở năng lượng của các bạn. Bạn đang bị tắc nghẽn về mặt năng lượng đó các bạn ở tụ thứ hai ơi. Angel Therapy sẽ giúp cho các bạn giải đáp và lời khuyên. Base chakra. Cái chakra gốc của các bạn nó sẽ thiên về là positive thoughts, về home nè, về nhà ở, nhà cửa, career, sự nghiệp nè và tài chính. Ok. Các bạn hãy sử dụng vật chất nhiều hơn. Tức là tự thưởng cho bản thân nhiều hơn. Thì ví dụ như các bạn, lời khuyên của Kid, các bạn hãy dùng tiền mà mình kiếm được đi thưởng cho mình một chuyến đi nè, mua quà cho bản thân mình nè, và hãy luôn nghĩ rằng lúc nào mình cũng giàu có hết. Indigo Angel. Ok, bây giờ cái sẽ qua bộ Indigo Angel luôn. Các bạn là những cái người mà có trực giác tốt. Indigo Angel là những đứa trẻ mà gọi là nói chung cái năng lượng màu xanh blue của các bạn hiện tại đang rất là chiếm ưu thế nha, cho nên nó hơi buồn, feeling blue. Rất là sensitive, rất là nhạy cảm, năng lượng nhạy cảm lắm. Explore, khám phá nhiều hơn mọi người ơi. Đã tới lúc các bạn ở tụ thứ hai phải bước đi khỏi cái vùng mà các bạn đang tắc nghẽn. Bước đi đi mọi người. Đã đến lúc lấy lại lửa rồi. Có thể là đi, như là Kiết thấy năng lượng đi đứng rất là nhiều, nên đi đi mọi người ơi. Và các bạn, bây giờ Kiết nói hơi bị dài dòng về cái vấn đề này rồi, nhưng mà Kiết nghĩ là các bạn sẽ vượt qua được ha. Bây giờ là Kiết nói rồi, ở trong cái việc đi đứng hoặc là trong 3 tháng tới chắc chắn là thế nào cũng bạn cũng gặp được một những cái tương tác, mà tại vì do các bạn đang tắc nghẽn cho nên là người, cái năng lượng của họ không kết nối được với bạn thì sao mà gặp đấy. Nhưng mà Kiết thấy thiên về nghiêng về cái khía cạnh đời sống tình cảm nhiều nha mọi người, để coi Kiết coi thử cái người mà tới với các bạn họ như thế nào. Ok. Như Kiết nói, có liên quan về một vài người nước ngoài nữa. Cho nên để cho các bạn lấy lại lửa nhiều hơn, Kiết thấy các bạn hãy nên social đi, đừng có nên ở ẩn nhiều quá với mạng xã hội ha. Cái người tới với các bạn là ai nè? The Star. Một cái hy vọng mới mẻ luôn á mọi người. Đừng có đi trong những... tức quá. Đừng có vòng quanh trong cái suy nghĩ bế tắc của mình nữa. Seven of Cups có rất là nhiều lựa chọn luôn đó mọi người ơi. Chỉ cần mọi người mở ra cái khía cạnh, cái tâm linh đời sống của mình lại bình thường, có lửa, có nước nữa là trời ơi, rất là nhiều người tới với các bạn luôn, chứ không phải là một người. Trời, có 10 xu nữa. 10 xu á, cái thấy là thiên về cái hướng ai sẽ tới với các bạn á, và cái người này như thế nào. Cái thấy cái người này rất là giàu luôn á trời.
Họ là người yêu thích thời trang nữa, cái thấy là người có vẻ ngoài rất là chững chạc chín chắn nha. Cái vẻ ngoài người này yêu thích thời trang mà họ nhìn rất là tinh tươm chín chắn và cũng như gọi là sạch sáng sủa sẻ. Ủa từ gì kỳ vậy? Sạch sáng sủa sẻ. Nhưng mà cái thái The Star có liên quan cái người này là người như thế nào, người này cái thái sống rất là tích cực, họ luôn luôn có hy vọng vào mọi thứ luôn. Họ là người truyền động lực, và cũng như là khi mà bạn gặp họ là cái bạn giống như bạn được chữa lành. Ngoài việc cái được chữa lành, cái thấy là cái người này là cái người rất là tỏa sáng nha, Seven of Cups 7 ly nữa. Cái thấy người này xung quanh bao quanh họ có rất là nhiều hào quang mọi người. Rất là nhiều người có rất là nhiều hào quang luôn. Cái thấy 7 ly hào quang và nhưng mà họ thấy bạn có điều đó thú vị nè. Cho nên Kiết nghĩ rằng bạn sẽ gặp cái người này là cái thấy là đúng ý bạn luôn, The Star nó hy vọng đó mọi người. Chỉ cần các bạn gọi là chịu đi khám phá đi là các bạn sẽ gặp được người này thôi. Họ họ sẽ tới với bạn nhưng mà chính bạn là người sẽ là chủ động bước đi chứ không phải là họ tới. Còn nếu mà bạn đang có trong mong cái tương tác nào hiện tại là cái thấy là bạn phải mở đường dọn đường nữa, cho nên đừng có bị rơi vào những cái tình huống này nữa trời. Mệt quá, đừng có rơi vào nữa. Thoát ra mọi người ơi. Trời rất là đáng trong the world waiting for, cái thấy cái vũ vũ trụ là đang offer cho các bạn rất là nhiều mà tại do các bạn gọi là tự làm mình làm mẩy thôi. Giờ cười được chưa mọi người, cười đi. Rất là mới mẻ luôn, rất là đáng trông đợi luôn đó. Đúng thời gian nha, là sẽ gặp đó trong 3 tháng tới đó. Nãy giờ trải bài trong 3 tháng đó. Đi đâu đó đi. Cái này là năng lượng giữa người mới và người cũ luôn. Cái một là cái người mà tương tác lại rồi, bạn đã tương tác á thì lâu ngày mà kiểu giống như là bạn đang có những sự chần chừ hay cái gì với cái người đó đó, thì cái người này sẽ comeback gặp lại bạn với một cái tinh thần mới mẻ luôn. Và ngoài ra là khi mà nếu mà các bạn đi đâu đó đi đứng là các bạn sẽ gặp được cái tương tác này mà cái người này mà nói nha, rất thu hút cung đất, năng lượng rất nhiều. Một người mà gọi là cái vẻ ngoài vững chãi nữa, ngôi sao tỏa sáng, release, cởi bỏ hết cho chế mọi người ơi. Đã tới lúc mà ai mà đang mà coi cái tủ thứ hai này tỉnh lại giúp Kit nha, đang có tương tác đang dừng tới mà các bạn tự nhiên cái đóng khung như vậy, mà ai nào mà tới mọi người. Earth, đất này, hồi nãy vừa mới nói đất luôn, cái người này năng lượng đất rất là nhiều, cho nên các bạn phải đi đứng di chuyển vị trí địa lý. Nhiều khi người này ở xa lại tìm bạn nữa đó, nhưng mà bạn cũng là người gọi là phải mở cơ hội ra để đi tìm nữa. Hoặc là có thể cái tương tác mà các bạn mà hiện tại mà các bạn đang nghĩ tới là sẽ có bước phát triển, có sự bền vững, có sự gắn kết nhiều hơn, vì đất mà đất là gắn kết, là kết nối, cái thấy có hy vọng. Chứ xem tiếp trước khi kết thúc trải bài ha, cái xem tiếp liệu cái người này như thế nào nữa và cái tương tác của bạn với cái người này nó sẽ đi về đâu. Có một cái sự đáng trông đợi, một cái ngôi sao tỏa sáng nữa, các bạn hãy cứ bình tĩnh nha mọi người. Get into know each other, chắc chắn là các bạn sẽ tìm hiểu nhau luôn. Nếu mà ai mà còn đang ở trong mối quan hệ mập mờ chần chừ á, nếu mà các bạn vượt qua được cái rào cản, cái suy nghĩ, cái sự soi xét đánh giá của bản thân là sắp tới trong 3 tháng tới là các bạn sẽ tìm hiểu cái đối tượng này. Ngoài ra nếu mà các bạn lựa chọn con đường mà đi đứng đi đâu du lịch đi nhiều nơi mà gọi là xây dựng lại cái chakra, nói chung tự thử cho bản thân, làm đẹp bản thân mình, bạn sẽ gặp được một cái tương tác mà cả hai sẽ cùng nhau tìm hiểu. The Star, ngôi sao tỏa sáng, người này có vẻ ngoài rất là hấp dẫn, rất là thu hút luôn. Họ có nhiều sự lựa chọn đấy chứ, nhưng mà họ vẫn chọn bạn, cho nên hãy tự tin vào những cái mình có đi, đừng có chần chừ nữa, hãy khám phá nhiều lên nha. Ok, cảm ơn các bạn ở tủ thứ hai. Nếu các bạn có thích cái trải bài này, mọi người có thể donate cho Kid Working Momo hoặc cũng như là tài khoản ngân hàng gì đó ha. Ok, hẹn mọi người vào những cái trải bài tiếp theo nha. Bye bye. Hello, xin chào tất cả các bạn ở tủ thứ ba, những bạn đã chọn con mắt đang nhắm này nhé, hình ngôi sao. Và hôm nay với cái chủ đề là ai sẽ tới với bạn trong 3 tháng tới, thì bây giờ mọi người chúng ta sẽ cùng vào xem rằng là liệu sắp tới trong 3 tháng bạn sẽ gặp những ai và như thế nào. Thì hôm nay là Kiss sẽ chia làm 3 phần ha mọi người. Phần thứ nhất là Kiss sẽ check tổng quan, kiểm tra cái năng lượng của các bạn ngay cái thời điểm hiện tại. Phần thứ hai là Kiss sẽ xem với cái năng lượng đó bạn sẽ manifest được ai tới với bạn, và điều thứ và bạn gặp được những ai. Và điều thứ ba là cái tương tác mà các bạn sẽ gặp là như thế nào. Thì
sẽ tùy vào cái diễn biến tình hình mà vũ trụ muốn cho mọi người biết á, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Chờ cái xíu, Kit uống nước. Ok, bây giờ Kit sẽ sử dụng Tarot. Kit muốn check, Kit muốn kiểm tra cái năng lượng của bản thân, chính các bạn giai đoạn hiện tại ở tổ thứ 3 đang như thế nào. Những bạn đã chọn không mắt nhắm, Kit sẽ xem thử năng lượng chung của các bạn ở tổ thứ 3 hiện tại đang như thế nào rồi ha. Vì đây là thông điệp chung cho nên mọi người đón nhận thông điệp một cách có chọn lọc, cởi mở và tích cực nha mọi người ha. Four of Cups. Ten of Swords. Five of Wands. Đúng là những bạn cho mắt nhắm, các bạn đang gọi là cố gắng nhắm mắt cho qua. Kiểu như là mọi người đang khá buông xuôi. Không biết vì sao, cái năng lượng đầu tiên mà cái thấy là buông xuôi. Buông xuôi đó không phải là kiểu như là thả rơi tự do, không có. Tức là các bạn đang tránh khỏi những cái drama của cuộc sống. Các bạn đang tập gọi là tĩnh tâm, và cũng như là đang có chọn lọc với cái cuộc sống của mình. Cứ thấy cái nguồn năng lượng đây là các bạn đang có là đầy đủ luôn. Có khí, có nước, có lửa luôn nha. Mà các bạn thiếu đất, cho nên cái thấy các bạn cần nhất là cái sự ổn định. Các bạn đang thiếu nguyên tố ổn định ở đây. Đức là một cái việc ổn định về cái sự cân bằng, về cái sự mà gọi là giúp cho các bạn lúc nào cũng có một cái tĩnh tâm và đứng vững. Thì cái thấy ở đây á là cái năng lượng chung, các bạn đang tránh khỏi những cái thị phi của cuộc sống, và ngoài ra có những cái điều mà tiêu cực mà tới với các bạn mà khiến các bạn phải suy nghĩ á, và tự dìm hàng các bạn á. Cái thấy các bạn cũng đang cố gắng cởi mở, và cũng như là đang cố gắng chắc lọc, cũng như là cố gắng đi lên. Các bạn đang chữa lành, các bạn đang chữa trị cái tình huống, những cái tình huống đó đang tới. Khi thấy các bạn có năm gậy thì Kit cảm nhận như là các bạn đang thiếu tương tác. Các bạn đang thiếu tương tác với mọi người ấy. Mọi người ở tổ thứ ba ơi, sao mọi người cứ nhắm mắt cho qua để làm gì? Nói chung là mọi người bây giờ ở đây là cứ thấy cái năng lượng cũng khá ok, là các bạn đang cố gắng sửa chữa những cái việc nào đó, và các bạn cũng đang cố gắng rất là chọn lọc cho cái nguồn năng lượng cá nhân của mình không bị tác động. Nếu mà có một vài bạn nào ở đây đang mất định hướng, đang lạc lối, và cũng như là tự gây khó khăn cho bản thân mình, thì cứ thấy rằng là bạn nên cứ bình tĩnh, suy xét, xem xét, và cũng như gọi là biết điều gì mà nó quan trọng đối với cuộc đời, đối với cuộc sống của mình, và đừng có để cho mình tự suy diễn nhiều thứ quá các bạn ha. Cái thấy các bạn ở tụ thứ ba này á, cái thấy cũng rất là cố gắng, rất là nỗ lực ấy. Nhưng mà kiểu giống như là đôi khi vẫn cảm thấy gọi là có một sự cô đơn nhẹ nhẹ. Ok, kia sẽ xem tiếp để xem thử các angel nói gì, các thiên thần nói gì về năng lượng của bạn nha. Có thể các bạn lo lắng về tài chính, các bạn ở tụ thứ ba cái cảm nhận vậy. Đang lo lắng về công việc, về sự nghiệp và tài chính. God box. Các bạn đang lo lắng, chính xác. Ok, các bạn ơi, các bạn đang có những cái lo lắng về công việc, sự nghiệp, tài chính thì các bạn cứ bình tĩnh. Ở đây, ngoài cái mặt là bạn tự hơi suy diễn cho bản thân, nhiều khi là suy nghĩ quá mất. Cái thứ hai, ở đây có sự lạc lối, nhưng mà cũng may bạn có được lá 4 ly tĩnh tâm. Tức là cái phần tĩnh tâm đó có sự chắc lọc, các bạn đang bảo vệ năng lượng của mình. Cho nên cái trải bài đang nói và các thiên thần đang nói God box, các bạn hãy truyền những cái năng lượng tới vũ trụ. Các bạn hãy visualize success, tức là nếu các bạn đang muốn thành công, các bạn hãy suy nghĩ tích cực hơn. Hãy ngoài, nếu mà các bạn
cứ bị ám ảnh bởi những cái việc mà gọi là mười kiếm, những cái drama các bạn tự nghĩ tới, thì các bạn hãy thay đổi cái cục diện ngay bây giờ. Hãy nghĩ với những cái điều thành công, hãy nghĩ về những điều tích cực. Nếu các bạn đang có khuất mắc trong công việc mà chưa có công việc nào đó, thì các bạn hãy suy nghĩ, hãy cái hướng về cái việc là bạn sẽ tìm được một công việc, chắc chắn là bạn sẽ có thôi. Chỉ cần thời gian mà bạn cố gắng bình tĩnh và cũng như là thoải mái với cái đời sống hiện tại, chắc chắn là các bạn ở tuổi thứ 3 sắp tới sẽ có được những cái điều mong muốn như ý và từ vũ trụ offer cho các bạn, nếu các bạn tương tác với vũ trụ. Và đừng để những cái suy nghĩ nó tự đè các bạn xuống nha. Ok, đó là tổng quan năng lượng chung để Kiss xem thử về cái đời sống tình cảm của các bạn như thế nào. Chứ thấy các bạn không để tâm tình cảm luôn á, kiểu như đang lo lắng. Các bạn không để tâm nhiều thứ luôn á, chứ không phải là đời sống tình cảm nữa. Cũng khá thờ ơ. Nhưng đó, một cái lá là free yourself, các bạn hãy thoải mái lên. It's time to take back control of your life. Tức là Kid cảm thấy rằng các bạn nên, đã tới lúc các bạn nên để bản thân mình thoải mái nhiều hơn. Đừng có suy nghĩ tiêu cực quá. Các bạn ở tuổi thứ 2 á, thì hồi nãy á, là cái trải bài có đang nói là các bạn hơi bị vướng vào những cái mà những cái điều mà gọi là tự đi lòng vòng ấy. Nhưng mà các bạn ở tuổi thứ 3 thì cứ thấy là tự bị suy diễn nhiều và các bạn kẹt luôn trong đó luôn á, chứ không có lối thoát. Thì các bạn, nhưng mà vẫn may, các bạn vẫn bảo vệ được cái nguồn năng lượng của mình. Thì hãy cứ nghĩ về những điều tích cực và những điều thành công, chắc chắn các bạn sẽ tìm được những cái cuộc sống mà luôn luôn có offer. Các bạn luôn hãy tin tưởng điều đó, hãy tin tưởng nhiều hơn, cứ truyền tín hiệu vào vũ trụ đi. Chắc chắn khi mà bạn ngủ, khi ngày hôm sau thức dậy, các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và chính cái việc mà được detox là cái nguồn năng lượng đó, sẽ có những cái điều mới mẻ tới. Các bạn hãy thử nghiệm đi. Và hãy thử nghiệm xong rồi sau đó hãy review lại một lần nữa, rồi các bạn sẽ thấy sự khác biệt ha. Ok, bây giờ Kiss sẽ xem là liệu từ đây sắp tới có ai tới với các bạn hay không. Từ đây trong vòng 3 tháng nhé, có ai tới với các bạn hay không. Ai sẽ tới với các bạn trong 3 tháng tới. Potential, wow. Nếu mà các bạn đang vướng mắc chuyện tình cảm mà các bạn đang muốn buông bỏ, thì Kid nghĩ rằng là sẽ có một cái tương tác mới tới với các bạn nha. Spirit of Cup luôn, mọi người ơi, King of Cup luôn. Kid thấy mọi người ở tủ thứ ba này, nếu mà các bạn đang muốn buông bỏ một điều nào đó, có Four of Wands ngược và Four of Swords ngược. Các bạn sẽ gặp được cái tương tác này trong một cái dịp không bất ngờ gì hết. Nói chung là cái dịp này gọi là các bạn sẽ đi trải nghiệm mới, sẽ có những cái trải nghiệm mới, potential the full mà. Nếu các bạn chịu buông bỏ, từ bỏ cái tương tác nào đó mà các bạn không thấy có cái sự triển vọng và cũng như không thấy được cái ánh sáng, cái đường đi nữa, thì sắp tới sẽ có một tương tác mới khi mà các bạn từ bỏ hoàn toàn và các bạn bước đi. Người này, King of Cups, khi mà cảm xúc của các bạn được ổn định rồi nha, kiểu như cảm xúc của bạn đã sẵn sàng mà gọi là cân bằng lại nhiều nước rồi đó. Yeah. Kiếp thấy các bạn ở tuổi thứ 3 á, là những bạn có đời sống tình cảm khá là cũng lãng mạn, cũng rất là thơ mộng. Sẽ có, các bạn sẽ gặp được cái người này. Kiếp cảm nhận được rằng là thông qua giới thiệu bạn bè nhiều hơn. Không biết sao, cảm giác là có sự giúp tay của bạn bè. Tại vì ở đây có lá là bốn gậy. Nếu mà bốn gậy là celebration hoặc là những cái nơi chỗ mà có, cho Kiếp cảm giác rằng là bất ngờ luôn đó. Tại vì có cái lá bốn kiếm. Bốn kiếm là cái cảm giác là cái năng lượng của cái việc mà gọi là bạn, khi mà bạn thư giãn nhất, thả lỏng nhất, thoải mái nhất. Nhưng mà cảm giác như là các bạn sẽ gặp một cái tương tác mới trong cái tình huống các bạn không thoải mái nhất. Nó lại ngược lại nha. Không thoải mái nó có thể là nó ập vô bất ngờ đó mọi người. Tới lúc nào cũng hay luôn á. Tương tác cái tuần thứ 3 là cái người này tới lúc nào cũng hay luôn.
sẽ gặp nó khi các bạn cởi bỏ, cởi trói những cái điều cũ và các bạn tìm hiểu, gọi là các bạn gọi là chấm dứt những cái chuỗi ngày mà gọi là drama hoặc là lo lắng gì đó, thì các bạn sẽ gặp được cái người này một cách vô cùng tới mà gọi là không chuẩn bị trước luôn á, chưa kịp lên đồ lên diễn gì trơn gặp cái đùng rất mới mẻ, và cái người này gặp trong một cái tình huống các bạn không mong đợi nha. Tức là nó hơi bị lạ lạ, kiểu như là bạn chưa sẵn sàng, chưa kịp lên đồ mà gặp rồi, nhưng mà cái thế khá vui, nó bất ngờ như phim Hàn Quốc vậy đó mọi người. Trong 3 tháng tới cũng có thể là thông qua bạn bè, mà cũng có thể là thông qua kiểu như là được mai mối á, chứ không phải là gọi là khi mà mọi người đi đâu đó vô tình gặp cũng có đâu được mai mối á. Nhiều khi là đi bạn hẹn đi ăn đi chơi, xong rồi bạn nghĩ là bạn thân mà tới chơi tới chỗ đó ăn uống, rồi các bạn cứ kiểu như là không có sẵn sàng chuẩn bị, thì trong cái lúc đó tự nhiên các bạn kia rủ một cái bạn nào đó tới, xong bạn nói trời ơi sao không nói trước để mình chuẩn bị. Hài quá. Cứ xem tiếp để xem các thiên thần nói gì về cái tương tác này. Sắp tới gặp nha, tuổi thứ ba nha, thông qua bạn bè mai mối các kiểu. Các bạn quá nhạy cảm luôn á, mọi người là những cái người mà gọi là sống khó ở. Các bạn tuổi thứ ba hơi bị khó ở nha, kiểu như là hả, lúc nào cũng phải hoàn hảo, cũng phải gọi là trong cái tư thế sẵn sàng trải nghiệm đi mọi người ơi, tự tin lên xíu. Vượt qua được cái sự mà lo lắng của chính mình đi, đừng có ngại ngùng quá mọi người. Acceptance hãy là chính mình mọi người nha. Có thể là những cái bạn ở tuổi thứ ba này là những cái bạn mà gọi là trong chuyện tình cảm, và hoặc là các bạn là giống như các bạn hai bộ mặt luôn á mọi người. Hai bộ mặt ở đây tức là dạng như là lúc á bạn gặp gỡ người thân bạn bè bạn là một cái gương mặt khác, nhận diện khác, nhưng mà khi ví dụ bạn đi bạn gặp trai gặp gái, tức là bạn hẹn hò tụi bạn lại biến thành con người khác nữa. Tức là bạn cho nên là cứ thấy là những bạn đó rất là đa dạng linh hoạt, nhưng mà các bạn hãy nên gom gom lại gọn gọn xíu, tức là hãy chấp nhận bản thân mình đừng có quá hoàn hảo, các bạn hãy cứ thoải mái trải nghiệm thôi. Các bạn ở tuổi thứ ba và bạn các bạn sẽ nói nghe nè, gặp cái người tương tác mới trong 3 tháng tới, mà cái tương tác về khía cạnh này nó khá quan trọng về tình cảm đó, cho nên là bất chợt tới chưa chuẩn bị đâu. Những ngày các bạn mà chuẩn bị kỹ không có gặp đâu, nhưng mà những cái ngày mà bạn xả cản xíu hơi này kia mà gọi là không chăm chút có gặp nha. Trời ơi, cho nên mọi người cứ thoải mái đi. Mọi người ơi, các thiên thần đang nói là dành thời gian mình đi massage xíu, massage này tức là nên cho cơ thể, nên chăm sóc cơ thể nhiều hơn, nên chăm sóc cho diện mạo cho cơ thể mình nhiều hơn, vì cái thấy là các bạn đang trong, nhưng mà cái người sắp tới á, các bạn sẽ gặp á, gọi là cái thấy là cái người này gọi là comfort bạn, tương tác sắp tới sẽ rất là thoải mái, cái người mà các bạn gặp á, trong cái lúc mà cái người kia cũng rất thoải mái nha mọi người, cứ thấy vậy luôn, cái tương tác đang nói cái người đó rất thoải mái, cười nhiều, cái người mà bạn gặp sắp tới sẽ cười nhiều. Rồi thôi bây giờ là Kit sẽ dẫn lối tới cái phần 3 đi, cái phần 3 là cái phần là người đó là người như thế nào đây mọi người ha. Thì nãy giờ cũng hồi hộp, mình biết rằng cái sự kiện mà gặp nhau là trong 3 tháng tới là nó vậy đó, thì xem thử là cái người đó là người như thế nào đi, mình xem về cái người đó đi. Queen of One nha mọi người. Thoải mái lắm. Hào phóng hào sảng. Five of Cups. Seven of Pentacles nữa. Heartbreak. Oh wow. Cái người này là một cái người mà gọi là cứ thấy là cái cực kỳ cân bằng. Chỉ là cái người này họ không có cái khía cạnh khí nhiều trong cái bản đồ cung của họ, nhưng mà cái thấy cái người này gọi là cũng nhạy cảm giống bạn vậy đó. Nhưng mà thật sự cái người là Queen of Wands, sau cái cảm giác là họ khá hào sảng thoải mái, không để tâm nhiều, có lá Hybrid
là một cái cảm giác là họ là người hơi âm thầm quan sát, âm thầm theo dõi. Rất là thoải mái. Họ có những cái trực giác nha. Hybrid lên là Kit thì cảm giác là họ là người có trực giác tốt thôi. Seven of Pentacles. Kit nghĩ rằng là cái người này là người như thế nào? Thì cái người này là cái phần thưởng cho các bạn sau những cái giai đoạn mà các bạn cố gắng bước qua được những cái drama cũ. Có Five of Cups. Người này là một người rất là nhạy cảm, cũng là một người rất là dễ động lòng với những cái câu chuyện của bạn. Kit thấy cái người này ở vẻ ngoài của họ sẽ tỏa ra rất là người rất là thu hút chứ. Hào sảng, nhưng mà bên trong họ là có những cái lòng trắc ẩn và họ rất là thích nghe những cái câu chuyện của bạn, rất là thích trao đổi với bạn. Seven of Pentacles một lần nữa cũng lại nói là cái người mà hiện tại, cái người này về cái cạnh công việc của họ lại là những cái người trẻ mà đang làm việc nha mọi người. Thế là họ đang có những cái dự án cá nhân, họ là người đang gọi là rất là hài lòng với cuộc sống. Đây là một người rất là biết hài lòng với cuộc sống nha. Ok, cứ xem tiếp. Người này là người như thế nào và ý nghĩa với cái tương tác này của bạn với họ ha. Express your love. Go ahead. Tới đi, người này sẽ dẫn dắt tay bạn. Người này là cái khi bạn gặp á là họ sẽ có một cái định hướng, tức là họ thấy bạn gọi là họ muốn trải lòng với bạn và bạn cũng muốn trải lòng với họ luôn. Hồi nãy Kit nói nó gặp gỡ bạn bè, let your friends help you nè. Có bạn thông qua bạn bè thôi mai mối, và cái nghĩ rằng là bạn đừng có nên đắn đo nhiều quá, bạn cứ thể hiện tình yêu với cái tương tác này, thể hiện tình cảm, tức là cứ đi đi, cứ đâm đầu vào đi, cái thấy rất là vui nên đâm đầu vào. Trời ơi, không phải cái xúi nha, nhưng mà cái thấy là người này vui vẻ và gọi là rất là lắng nghe luôn á mọi người. Người này cũng là một cái người mà gọi là có thể, nếu mà các bạn mà có tương tác về sau á, cũng là một người mà gọi là ok về vấn đề tài chính, cho nên các bạn không bị lo lắng về tài chính quá nhiều khi đi chơi với họ ha. Người này sẽ chủ động nhiều hơn đó, vì ngược cái thấy người này hào phóng hào sảng nè. Cycle. Có thể là gặp nhau xong rồi vô luôn nha. Cycle một vòng mới. Ok, khi xem thử diễn biến tiếp theo đi. Người này hình như có đeo vòng hay sao mọi người. Mọi người để ý cái dấu hiệu nha, có thể là người này sẽ rất là thích đeo vòng tay. Con lá này rớt xuống. Time management. Người này có thể thích đồng hồ đó mọi người ơi. Wow. Kit vừa nói là người này có thể thích đeo vòng tay thì những cái gì nè, đồng hồ nè. Có thể người này rất là quý trọng thời gian nha mọi người. Người là một người rất quý trọng thời gian, rất là đúng giờ nữa, cho nên mọi người ở tụ thứ ba có vẻ hơi trễ nải, cho nên mọi người ráng đi sớm xíu. Transformation. Cái người mới tới này trong 3 tháng tới sẽ là một cái người mà thay đổi cái chương mới của bạn hoàn toàn luôn. Các bạn sẽ cảm thấy rằng là bạn sẽ không còn bị gọi là bị rơi vô cái tình huống mắc kẹt nữa. Người này lôi bạn ra luôn đó mọi người. Thích quá à. Cái người ở tụ thứ ba này là một người mà gọi là rất là ok luôn về khía cạnh tình cảm và tài chính nữa, có trực giác luôn. Yeah, you can do it, yes. Cái you can do it này, Angel Michael đã nói các bạn là hãy cứ dũng cảm và trải nghiệm đi, dũng cảm lên. Người này đưa thì mình đẩy. Cái thấy rất là đáng để trải nghiệm nha. Người này cũng muốn hỗ trợ giúp đỡ bạn nhiều thứ lắm á mọi người ở tụ thứ ba ơi. Trời, thí dụ sắp tới bạn bè có rủ đi đâu chơi á thì nhớ gọi là vẫn hãy nên là chính mình, chấp nhận là chính mình nhưng mà đơn giản thôi, nhưng mà cũng nên trong mọi tình huống cũng nên sẵn sàng nha mọi người ha. Bất ngờ lắm luôn. You are loved. Trời, tụ thứ ba, những cái bạn ở đây là những cái bạn mà gọi là rất là may mắn trong đời sống tình cảm. Khi thấy á, các bạn sẽ không hề bao giờ mà các bạn cảm thấy bị cô đơn đâu, do các bạn tự cảm thấy các bạn cô đơn rồi tự làm mình làm mẩy thôi. Chứ thực ra bạn rất là được yêu thương luôn. Cái người này và tới với các bạn ở tụ thứ ba này là cái người mà gọi là cực kỳ thương bạn luôn nha. Về tình cảm nha, nếu các bạn còn độc thân á, cực kỳ thương bạn luôn. You are loved. Người này có thể là thích tặng hoa, tặng bông, tặng đồ, những cái vật
phẩm rất là thích làm cho bạn vui ấy, rất là nâng niu bạn như một bông hoa vậy đó, vì biết bạn rất là nhạy cảm mà, và người này cũng rất nhạy cảm luôn. Nhưng mà có một khía cạnh người này không có gọi là họ rất thoải mái với bạn, nhưng mà chỉ có một khía cạnh duy nhất mà họ cũng thấy là bạn hơi có vấn đề á, là biết là dùng thời gian á trễ nải quá. Người này sẽ giúp cho các bạn cân bằng việc đời sống, sẽ giúp các bạn làm lại nhiều thứ luôn. Cái người này Skip thấy rất là muốn, mong muốn được giúp đỡ tương tác với các bạn đó. Cho nên mọi người ơi, tụ thứ ba ơi, đây là một cái sắp tới, cái người này tới với các bạn sẽ là một cái chương mới hoàn toàn và giúp bạn transformation hoàn toàn luôn, rất là đáng trông đợi. Cho nên mọi người ơi, cứ tích cực lạc quan lên và thoát khỏi cái khung mà mọi người dựng ra nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn ở tụ thứ ba. Nếu các bạn có yêu thích những cái trải bài này của Kid á, mọi người có thể donate cho Kid qua kênh Momo ha, hoặc cũng như là tài khoản ngân hàng nào đó. Thì vòng sẽ gặp lại mọi người vào những cái trải bài mới nhất tiếp theo nha. Thank you.